Ha, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng tài lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về tìm tất cả các số tự nhiên n để cho 2n cộng 1 1 2 1 chia hết cho 2n cộng 1. Thì mình sẽ lấy một cái ví dụ khác tương tự mà thôi. Ví dụ khác, ví dụ như 2n cộng 1 1 2 chia hết cho 2n cộng 1 để chi à? Để cho cái bài toán nó dễ hơn một chút xíu để các bạn dễ hiểu nha. Rồi thì ở đây các bạn cần tận dụng những kiến thức sau. Kiến thức nhất đó là a chắc chắn sẽ chia cho a. Kiến thức thứ hai đó là k nhân a sẽ chia hết cho a. Kiến thức thứ ba đó là a chia hết cho b, C chia hết cho B. Thì ta sẽ suy ra được rằng A cộng C cũng chia hết cho B, hoặc A trừ C cũng chia hết cho B. Ok chưa ạ? Rồi bắt đầu mình tận dụng nè. Thì ta có tận dụng kiến thức thứ nhất, đó là A chia hết cho A. Vậy 2N cộng 1 sẽ chia hết cho 2N cộng 1. Ok chưa ạ? Và các bạn quan sát trước cái thằng n đây là số 2 và trước thằng n là số 2. Khi hai thằng này đã bằng nhau rồi thì các bạn chỉ cần dùng công thức số số 3 mà 2n cộng 1 1 2 cũng chia hết cho 2n cộng cộng 1. Rồi, các bạn quan sát lấy thằng này trừ thằng này thì các bạn sẽ mất được n. Thì mình làm suy ra 2n cộng 1 1 2 trừ 2n cộng 1 chia hết cho 2n cộng 1. Sau đó các bạn búng dấu ngoặc và các bạn trừ thì nó sẽ ra là 1 1 1 chia hết cho 2n cộng 1. Khi các bạn gặp cái dấu chia hết mà cái ẩn của mình nè nằm bên tay tay phải thì các bạn tìm ước, còn ẩn nằm bên tay trái thì các bạn tìm tìm bội. Vậy suy ra 2n cộng 1 thuộc ước của 1 1 1. Thì để tìm ước của 1 1 1 thì các bạn nhớ cách bấm bấm 11 qua thừa số nguyên tố, cách bấm 1 1 1 qua thừa số nguyên tố bằng máy tính nha các bạn. Bạn nào chưa biết comment ở phía dưới mình gửi đường link nha, được chưa ạ? Rồi, vậy sẽ ra là bao nhiêu ạ? Nó sẽ được là các bạn bấm nè, 1 1 1 bằng shift FACT ra là 3 nhân 37. Vậy 1 nè, trước nó là 1 nè, 3 nè, 37 nè và 1 1 1. Được chưa ạ? Rồi, vậy tương tự ta suy ra được rằng 2n cộng 1 bằng bằng từng thằng bằng 1 nè, 2n cộng 1 bằng bằng 3 nè, vân vân và vân vân. Được chưa ạ? Sau đó các bạn giải tìm n. Được chưa ạ? Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợi để Lợi khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, tương tự bài tập ở trên, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới giúp Lợi nha các bạn. Rồi, thôi xin chào.